Sáng 11 tháng 12, Vietnam Airlines và FPT Telecom đã tiến hành ký kết hợp tác triển khai ứng dụng FPT Play dành cho hành khách đi trên các chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines khai thác bắt đầu từ ngày 20 tháng 12 năm 2019. Theo đó, hành khách chỉ cần cài đặt ứng dụng Vietnam Airlines và FPT Play trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, sau đó nhập thông tin mã đặt chỗ để thưởng thức các chương trình giải trí đặc sắc từ 24 tiếng trước giờ khởi hành đến 6 tiếng sau giờ hạ cánh. Với gần 600 đầu mục giải trí gồm phim bộ, phim điện ảnh Hollywood, châu Âu, châu Á và các chương trình truyền hình như game show, hài kịch, ca nhạc, thể thao, dịp hợp tác Vietnam Airlines FPT Play hứa hẹn mang đến cho hành khách thêm một trải nghiệm giải trí độc đáo trước, trong và sau chuyến bay của Vietnam Airlines. Ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ, khách hàng có độ tuổi từ 20 đến 35 sử dụng sản phẩm dịch vụ của Vietnam Airlines đang tăng trưởng nhanh chóng và chiếm vai trò quan trọng. Đây là nhóm tuổi có sự am hiểu về công nghệ, tập quán mua bán online, ưa thích tự khám phá, tìm tòi và trải nghiệm, đáp ứng mong đợi và yêu cầu ngày càng cao của nhóm khách hàng này. Và các khách hàng nói chung, Vietnam Airlines đã tiên phong ứng dụng các công nghệ hiện đại có tính thực tiễn cao để đổi mới và nâng tầm trải nghiệm của hành khách, như hệ thống giải trí trên ứng dụng FPT Play mang đến trải nghiệm mới cho hành khách trên tất cả các chuyến bay nội địa với mọi loại tàu bay trong đội bay của Vietnam Airlines. Rồi triển khai đến ký kết ngày hôm nay trong vòng 6 tháng. Cái thời gian này thì tôi nghĩ rằng là nó cũng nhanh, tại vì cái chương trình này nó phục vụ cho các bạn trẻ. Mà tuổi trẻ thì năng động, sáng tạo, quyết và làm cái gì thì nó cũng phải nhanh. Nên là chúng tôi cố gắng là có một cái món quà nho nhỏ cho các bạn trẻ và khách hàng của Vietnam Airlines nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Ông Hoàng Việt Anh, Tổng Giám đốc FPT Telecom cho biết, FPT Play sẽ bổ sung 10-15% chương trình độc quyền dành riêng cho khách hàng Vietnam Airlines và liên tục cập nhật để trải nghiệm của hành khách không ngừng được đổi mới. Ứng dụng FPT Play sẽ có một số điểm khác biệt. Thứ nhất là cái nội dung mà gọi là chuyên biệt riêng cho khách hàng Vietnam Airlines sẽ chiếm khoảng độ 10-15% tổng số cái nội dung của FPT Play hiện nay đang cung cấp, và nội dung này chỉ dành riêng cho khách hàng Vietnam Airlines. Cái nội dung này sẽ có cái gọi là cái sự dành riêng đó trong thời gian là 3 tháng. Và hàng tháng thì chúng tôi sẽ cập nhật cái số đầu phim riêng biệt này cho khách hàng của Vietnam Airlines. Ở trong cái phần nội dung này thì tôi đặc biệt lưu ý tới những cái nội dung mà dành cho thiếu nhi chẳng hạn. Hiện nay chúng tôi đã có khoảng độ trên 550 cái hạng mục đầu phim dành cho thiếu nhi. Điểm khác biệt thứ hai, cái tính năng mà người dùng Vietnam Airlines có thể được download cái nội dung của phim mà muốn xem về cái máy của mình. Và trong suốt thời gian 24 giờ trước khi bay cũng như 6 tiếng trong suốt cả chuyến bay và 6 tiếng sau khi chuyến bay kết thúc thì cái nội dung đó người dùng vẫn có thể xem được. Đấy, thì đây là một cái tính năng rất là đặc biệt mà FPT Play đã thiết kế riêng cho người dùng của Vietnam Airlines. Với chương trình hợp tác Vietnam Airlines FPT Play, đây sẽ tiếp tục là bước tiến để hãng hàng không quốc gia nâng tầm dịch vụ hướng tới trở thành một trong những hãng bay được yêu thích nhất tại châu Á Thái Bình Dương trong thời gian tới.